Xin má hãy thương con. Cái đồ khốn nạn, cái mặt hãm tai. Mày là tuổi con rắn hay là tuổi con ngựa chứ đâu phải con rồng. Rắn thì ở dưới sình, ngựa thì xuất chuồng. Ngựa quan chứ đâu phải là con rồng quý phái. Bây giờ à, tao không coi mày là dâu con của tao nữa. Cửa của hai chị mở. Dạ, cảm ơn em. Ô, vậy hả? Rồi, rồi, chị thấy rồi, cảm ơn em. Để chị gọi lại đi. Hai đứa này là chánh mà chánh án. Em chỉ lên chánh án rồi kìa. Rồi má ngồi đây. Mẹ con qua thăm má. Trời coi đẹp đi kìa, hình có xuống đây như hạnh luôn kìa. Rồi. Đó, khỏe. Rồi, khỏe. Khỏe. Trăm qua mai nè. Đóng dây thôi ma ma đánh con té tôi mua tôi nhớ còn rồi cái gì ánh sáng của người vậy lắm rồi cái xa quá đúng rồi con ở bên Mỹ nhà con ở công bên Mỹ rồi dạ lâu lâu con mới về dạ về thăm má. Chị lá ngồi cái chị giống một chị hát á chị, cái chị mồi má cái và má hát theo má vẫn như đó, tức là mình phải có người mồi, còn không cái chị buông cái sao tôi quên tao hát được vậy đó. Rồi có khi bắt chợ cái chị đúng không, cái hát từ cung nữ đi. Để chứ mà đêm đông là chị nhớ. Đêm đông à? Chuyến tàu hoàng hôn cũng chuyến nhớ. Chuyến tàu hoàng hôn được, đêm đông. Má hát đêm đông tiền là đã ra gọi là the best là số 1. Dạ, đúng rồi chị. Em nhớ tên con luôn hả? Tao không có nhớ làm gì nữa. Tất cả đã xóa bỏ nữa rồi. Bây giờ chị nhớ trong đầu niệm Phật thôi phải không ha? A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hả giỏi ghê. Nam mô A Di Đà Phật. Lòng mẹ ơi. Dạ đó đó chị. Công mẹ sanh con với bằng năm biển lớn. Chỉ có càng khôn kia không bờ không bên mới sánh được với lòng mẹ thương con. Dấu không tận không đi. Lòng mẹ bao la như biển thay bình. Thế mẹ đi. Mẹ. Mẹ hả? Ừ. Mẹ ngồi nè, nữa. Thấy chưa? Vững thần thái của Hồng Nga nè, ta ngồi đi nè. Mẹ ngồi đi nè. Mẹ thương con từ lúc con chưa lọt lòng. Mày nói mày đã ái không mà làm sao mày biết được gì mày nói? Hả? Mày đái không à? Dạ, thì ngồi còn nhỏ con mới đái. Con không đái thì làm sao được? Dạ, dạ. Trả lời liền. Thấy má tuyệt vời không? Má tuyệt vời, mày thấy đây rồi, mày trả lời hả? Dạ, thì bây giờ, còn nhỏ con đái dầm. Mẹ là người săn sóc. Đúng là cái này là tóc trắng mẹ bay của con nè. Trong tuồng tóc trắng mẹ bay nè. Mẹ đóng bà mẹ đi buôn gánh bán bưng. Con đã xích lô. Đạo diễn của ông Hoàng cho con chiếc nhẫn hột sòn này để con cưới vợ nha. Không. Con năn nỉ á. Chứ chẳng phải là của Hồ Môn không cho con. Mẹ út mà. Mẹ út của mẹ mà. Thì là cái út của má mà. Cái đó là nghe nè, cứng quá lột không được. Được luôn á, không được luôn mẹ. Con có nhớ trong bà mày mới nói chứ. Quỳ gối lần sau nha, má không có nhận giá.
đuổi cái đầu mà mấy kg trên đầu. Ngón gì thôi, hai ngón như vậy thôi. Vậy là nói gì đi. Dạ, má, bây giờ Quýnh ngồi Quýnh tiếng lên nổi không? Giờ đóng tuần video cho con nổi không? Con về con làm tuần video đóng được không? Không, tao đâu biết được đó. Thì bây giờ mình thu tiếng. Cái này thì nhớ nè. Thôi trời ơi. Chiều chưa đi, màn đêm rơi xuống. Đâu đây buông lờ đi. Trời ơi. Đôi cây đời anh chim bâng khuâng ra rời. Cùng mây sáng về ngang đứng chơi. Mẹ nhớ mẹ đi hát cái show này với con không? Nếu có thương tôi thì hãy thương tôi bây giờ. Oh yeah, yeah, yeah. Thương tôi mất mấy cái đó là dạ. Bữa ta nhảy dữ lắm mà. Có tốt với tôi thì tốt với tôi bây giờ. Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời. Đêm đông không thương. Hay quá mẹ của con ơi. Bữa nay con chị đến thăm mẹ. À đó, cũng muốn nghe thêm nữa. Cái quan trọng cái chữ này. Cái quan trọng cái ai hát cái này là phải coi này. Chủ nào mà thời gần như ngừng trong tê tái. Cây chút lá cuốn theo chiều mây. Mưa giăng mắt nhớ nhung tiêu điều. Uống xong cái là bắt đầu mình nhắc kỷ niệm mà Quýnh bà tiến lên với bố Ngọc Quyền, với bố con. Ừ, thấy không? Nhớ không? Ừ. Nhớ anh hai không? Ba Phương Quang nè, với bố con nè, với lại bác hai Diệp Lan. Đó, bốn người mà Quýnh tiến lên. Nhớ không? Quýnh bà lộn, Quýnh bà lộn không? Quýnh bà cái lộn không? Không, mình hỏi thêm cái ca hay không? Quá hay má. Những cái bài đó là bài tủ của má mà má ca số 1. Đi đâu là Hồng Nga là chỉ có Đêm Đông thôi. Đó là bên nhạc đó. Còn cả lương thì chưa đi. Mà đêm rơi xuống. Đôi đây buông lưng lờ tiếng chuông. Đôi cánh chim bâng khuâng ra rời. Cùng mây tám về ngang đứng. Thời gian lưu đề nước cho con. Thời gian ngừng trường tê tới. Hay ha má. Cây chút lá cuốn theo chiều mây. Đôi bóng lúa nhớ nhung tiêu điều. Sương thước tha bay hồn tôi yêu. Đêm đêm đắm chân xa trong cô hương lòng chinh phu. Đêm đông bên sông ngân ngơ kìa anh mong trông. Hay quá, cái chỗ này hay quá. Đêm đông thì nhân lắm nghe tâm hồn tương tư. Có chỉ có đó, à, chỉ có đó. Thôi tình cô đơn đêm đông không không. Quá hay luôn, Hồng Nga mà đệ nhất danh ca luôn. Má má còn Ngọc Quyền sao? Ngày trời những chân phải làm tay mà tay mình vừa nữa. Má má có mày nhớ là má đã nói tí á. Hả? Trời má nhớ là mày đã nói tay cũng đi ha. Ui mà má đánh con nhớ trong ra mai với anh Vũ Linh anh nhớ không? Đúng. Nhớ. Nó là đánh, nó ra con tao. Phật đó chưa? À, đó. Thôi thì bây giờ muốn đàng hoàng tử tế trước đi. Rồi, có Phật hả? Rõ ràng, hiểu chưa? Hai mấy năm. Cảm ơn người chị ái đã săn sóc má nghe. Tuyệt vời quá.
thầy cho các con nó biết chuẩn xa đâu cô. Nam mô A Di Đà Phật. Ông chị lên hả? Em cảm ơn vợ chồng anh Long nha, lúc nào cũng cầu tụng bên má Hồng Nga. Cảm ơn chị Ái. Chị Ái là má chăm sóc má Bãi. Chị Bãi cũng như cái sao lại nói Ái. Chị Bãi. Ok. Chị nghe chị Ái. Chị Bãi. Bố con khỏe. Bố Hùng con khỏe, cái người đánh tiếng lên với má đó rất là khỏe. Hãy đi thôi, về đánh. Rồi bố con gửi lời thăm má. Nói má phải khỏe. Mẹ Liên con cũng gửi lời thăm má, nói má phải khỏe. Là khỏe. Đúng rồi. Đúng không? Đâu dám nói, không lẽ là trời ra ta bánh này kìa không? Quẹt cái rồi. Không, giờ con hỏi má nè, má nhớ tổ nghiệp không? Tổ nghiệp sao không? Trời, nó cái tổ nghiệp của mình hỏi mẹ cái câu. Dạ, mà bây giờ là má nhớ sắp tới ngày không? Mấy ngày nữa là mấy tới ngày dỗ tổ đó nha. Dỗ tổ. Đó. Dỗ tổ má về với con nha. Mẹ muốn gì ăn? Dạ con muốn gì? Má muốn cái gì cũng có hết đó. Ăn hết trơn á. Nói mày nghe, nói cái vấn đề mà má. Không phải dễ đâu. Không dễ đâu con, khó không lắm. Khó chứ không phải dễ đâu. Hai mẹ con đi Úc diễn, bà bầu xô sắp là hai mẹ con ngủ chung phòng. Mẹ ngủ giường, con ngủ giường. Sao mẹ ngủ nửa đêm cái mẹ cười cái tôi bỏ cửa tôi chạy đi ra ngoài. Sao kể sáng em hỏi xong má làm gì mới má la hoài vậy, sao con ngủ mà trời ơi, mẹ tao thấy tao đóng cải lương mà tao đánh tao hiểu rồi, tao đánh tao cười tao ác lên đó, nó vậy đó, nhập tâm luôn mà hiểu không? Làm sao mà có được cái chuyện này? Làm sao có? Dạ làm sao có được. Má giờ nó tôi của tôi thì sẽ ra thăm. Sắp làm nào mà cái té nó. Nó của tôi. Nó muốn là cho nó giỡn. Hồi xưa trong qua mai là má đánh chị lắm. Đánh chị te tua luôn. Xong mà đánh xong cái rồi má ra má đầy chị. Thôi nha Quyền. Mai mốt quá mày đừng có vũ má đóng cái vai này nữa nha, ta đeo cái đầu đau quá, mày nhớ không? Đội cái đầu thôi mama, cái bảo trong qua mai á. Thôi mama, ai nói thúi mà thúi mama. Đúng rồi, ai còn nói thúi thúi mama. Đúng rồi, đó. Chửi tan nát hả? Có rồi, vũ quá, chửi tan nát luôn. Chửi tan nát chơi đó. Đâu có, nhưng mà chị nhớ hoài nha, má nói Quyên, mai mốt vai đừng có vũ má đóng cái vai này nữa. Trời ơi, ta đeo cái đầu gì đâu mà nó đau quá. Ta chịu không nổi, mới nhớ. Cái gì sao lái xã hội đâu dám ngồi tôi cổ nữa. Cái thư thơ ma là lần cuối cùng luôn á. Má nói, tao dứt khoát không đóng nữa nha. Trời ơi. Tôi bay hình nào đâu. Mà lúc đó anh Phượng Hoàng quay, anh Phượng Hoàng quay kỹ. Má, nhớ đạo diễn Phượng Hoàng không? Nhớ. Chữ đồn cái nó đó. Người ta. Sao má nghe nó đem nó chửi tôi ta. Tao chửi mày là chị mày chửi tao. Tao mới chửi mày. Nó nói. Bây giờ kể nè, Phượng Hoàng quay cái tuồng Tóc Trắng Mẹ Bay, quay con với mẹ, tự nhiên quay cái cảnh mà tự nhiên Phượng Hoàng này cũng kỳ ghê đó nha. Thay vì ta kiếm một cái vũng nước nào ta làm mưa cho sạch sạch hai mẹ con tôi đi, hai mẹ con trời nắng chang chang mà quay mà làm mưa đó chị. Trời nghĩ làm sao mà Nguyên ở làm sao, Nguyên cái hầm heo nước tụi phát hiện được nước xanh lè luôn, ta nói nó không còn một cái miếng gì đó. Nó túi mà ổng làm mưa ổng xịt hai má con tôi hát nãy giờ. Trời ơi má hiểu không, rửa mặt rửa mày đang sao chết rồi anh Hoàng ơi, sao anh chơi gì anh làm mưa mà nguyên cái sọt dũng cất heo vậy anh Hoàng ơi, chửi quá trời chửi luôn. Ôi anh Hoàng ơi mày. Trời ơi như vậy chị ơi chị hát vậy nó mới hay, còn thằng Long nó cho nó phải tưới nước cất heo cho nó vậy nó mới nổi tiếng. Ôi nghĩ bây giờ cuộc đời của mình á, thấy không, mấy chục năm rồi, mấy chục năm, mười mấy hai chục năm rồi. Nó kém nhau lên là cỡ nó coi á. Nói vậy hả? Cái da dép của nó đó. Dạ. Con biết má nhớ không chứ con nhớ hoài. Lúc mà đã chị hát cái ánh sáng phù du á. Lúc má đánh xong rồi cái quay lại á, má nói cái gì mà bắt tao quay lại đánh nhỏ tội nghiệp đó là thương chị. Lan nó đóng dây lan mà. Ờ, mà đánh ra mù đó. Má nhớ không? Đánh quay đánh một lần rồi mà cái nhà gác gì đó lên chực trụ mà nó nóng ngực cái bà vô bà đánh nữa. Cái không vô đánh một lần rồi cái xong rồi má nó đủ rồi đánh hai viên quách chết con nhỏ làm sao. Thường năm nay thường còn lại nhiều lắm, như Long với chị là đóng gần nhiều mấy chục tuần với má là đóng nhiều lắm. Còn như chị nhớ cái giai thoại lúc đó là má không chịu quay lại, đúng rồi nãy giờ quay được rồi mày làm gì mà quay lại,
dễ sợ đó là đẹp quá tay trời đất ơi là Phật đó trời đất ơi cái chỗ này là cái chỗ hơi tiền ở đó mà đủ cho chia sẻ mẹ cái dáng của con sao giống mẹ vậy má là thần tượng của những thần tượng luôn không phải đó nó quan trọng nữa cái thằng nó quan trọng lắm dạ nó làm nó là tao biết mà tao coi tao biết mà dạ đó cái là được rồi giống như con gái 18 vậy đó không phải rồi nè lớn tôi tu không có một cái miếng gì mà để mà là, tôi nâng nuốt mà còn tay tôi còn xấu hơn mẹ nữa biết nữa không sao tôi đẹp quá nha mẹ nói chuyện lát là coi chừng mất nha con ơi con lột đó nóng giá không cho chiếc xe này xin chiếc xe bởi vì tao có đồ được chơi được chiếc xe Charlie kìa cho con chiếc xe Charlie kỷ niệm nha không được cái đó trong hả kỷ niệm thôi mà thì cho Kim Tiểu kỷ niệm gì cho con Ngọc Quyền kỷ niệm gì mày để con mày quyền lẻ đi rồi được tao cho nó chà mày vậy má con đẻ hai đứa rồi con Hà Tiên với Hà Nam rồi con đẻ hai đứa rồi Hà Nam rồi con nói qua là Hà Bắc nữa là chết yeah nó Hà Bắc quá nó là Hà Nam nó không Hà Bắc nữa có chị cột hai chân đó trong ánh sáng phù du con cột hai chân mất nắng đâu có lố gì nè còn hai chân tóc cũng lố gì nó sao mà nhưng mà rõ ràng là người ta cái người ta dắt người ta hát là người ta đã dạy dỗ rồi dạ yeah. Bây giờ thì nó nghe nó càng ngày càng lớn rồi nó ủa đâu có lớn đâu má bao nhiêu tuổi mới nhớ không má nhiêu tuổi mà lớn bây giờ mới lớn nè bao nhiêu tuổi má bao nhiêu tuổi má bao nhiêu tuổi mà lớn hơn năm hơn của tao giờ 50 à đó 50 mà lớn gì ủa vậy 50 mới sắp xỉ con nè vậy là má nhỏ má lớn hơn con có ăn tuổi à mày nhớ là hồi đó khác bây giờ khác nữa hồi xưa má Hồng Nga của con đó hả à. Là tìm hô hậu hủng má nhiều tiền lắm chừng nào má nói má nói là tao không phải là nhờ tiền tao đi hát không bao giờ tiền tao mua bánh nhất má đi qua Mỹ má hát bao nhiêu là gom gì đây đi gom bằng tiền xảo còn tặng cho này một kia tại vì má nhiệt má cho đi bây giờ nhận lại đó dạ. Vậy đó bây giờ cho đi là nhận lại bây giờ lâu rồi lễ dỗ tổ gần tới rồi cái này là con tặng con gửi tặng má một chút quà mừng lễ dỗ tổ cảm ơn con